Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chưa biết đến phần 119, hé lộ sức mạnh thật sự của Kilgrat và lý do thất bại trước vị tướng Ta'ara. Hầu hết mọi người đều biết đến trước khi gia nhập khu rừng nguyên sinh thì Kilgrat từng là một con quái vật thống trị của biển khơi, nằm trong top 4 quái vật có sức mạnh cao nhất Liên Quân, bao gồm Châu Na, Kerret, Omen và xếp hạng thứ 4 chính là hắn. Dưới ách thống trị của Kilgrat, vô số cuộc chiến nổ ra một cách đầy hỗn loạn tại mọi ngóc ngách của biển khơi. Chính vì điều này đã khiến thế lực ma quỷ trên đất liền cảm thấy lo sợ Kilgrat sẽ trở thành một Châu Na thứ hai trong tương lai, ảnh hưởng đến kế hoạch thống nhất thế giới của chúng. Vì thế quỷ vương Malok đã ra lệnh cho Ta'ara mang theo 10 vạn quân đoàn quỷ dữ phục kích giết chết Kilgrat, nhưng vì biết bản thân không thể hạ nổi tên đồ tể đại dương này, nên Ta'ara đã dùng thủ đoạn bị ổi, sử dụng ma pháp đóng băng cả mặt biển, khiến Kilgrat giảm đi rất nhiều sức mạnh và giết chết hầu hết toàn bộ quân đội của hắn. Trước tình thế bất lợi trên Kilgrat, còn phải một mình chống chọi với 10 vạn quân cùng tướng lĩnh Ta'ara, nên dẫn đến hắn bị đánh bại và bị thương rất nặng, đành phải nương tựa vào khu rừng nguyên sinh để dưỡng thương.